có mối rồi ta có lấy. Và để liên tục chương trình văn nghệ thì sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để chúng ta cùng đón xem tiết mục tế thuyền của toàn thể các cụ trong làng của chúng ta. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời xa lạ hãy nhớ về nguồn cội
với có ta, có ông, có bố, với có cha, với có mẹ, với con chúng mình. Rất đẹp, hôm nay là nhân danh là chúng tôi là bạn của anh Thuần, không quân năm tháng 3/9, là gửi tấm lòng rất thiện chí đến đội tế của xã Thọ. Xin cảm ơn ạ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng một đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kinh công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mong mẫu chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu hoan hỉ độ trì cho đàn tế chúng con cùng con cháu trong họ được vạn sự như ý. A Di Đà Phật. Xin mời cung văn hát hầu mẫu nào. A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.
Xanh hồng hoa người nhà xanh hồng
rất lẻ à. Oh,
xin đại diện cho gia đình gia tộc Nguyễn Đăng Nam Thọ xin có lời chân thành cảm ơn với các bà các cô các chị trong đôi thế nữ của các Nam Thọ đã về ở đây chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Đó là niềm rất chân hôn năm tuổi đối với mình. Và đối với xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, chị, các cô, các bố, chị người đồng. Một lời cảm ơn. Không sao, chị sẽ cảm ơn. Lại trở ra về cô mơ chồng tôi, lại trở ra về xe hoa ra ngỡ, xin trở vẫn sau. Cho đoàn xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu cùng bà con cô bác về đã cổ vũ cho đoàn đến đây đã hoàn tất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
đề nghị anh Long chuẩn bị một bài mới đi. Xin mời anh. Nước trọn niềm vui, đại gia đình trọn niềm vui. Từ nay yên cửa vui nhà, hồng phúc lớn thế ai mà không yêu. Tôi nay chủ tịch đã lâu, sống có chết có tôi yêu gia đình.
Tháng 3, 7, 9 này, không quân chúng tôi đã có chút tặng hai cô cái ca sĩ một lòng nên nghĩa nên tình, một lòng vui mãi ngày thờ hôm nay. Thì là hôm nay là hạnh phúc và cũng là cầu nguyện cho tất cả con cháu thành đạt, nên gửi tới hai ca sĩ lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Chà, xin cảm ơn bác. Em ơi hãy lên một nước đàn, kìa đàn đã xa rồi, cũng đàn đã lửa phí mơ. Đất nước mình xuân sao bốn đang nở rộ, tình yêu duyên ngắn gieo ca, xuân về đồng nước bao la. Tình sống có yên giữa đời, lấy anh đứng lòng. Em che còn gió, anh đang mất rồi, em chuốt nắng vàng. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tất cả các quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước nào đã cùng bay cao em ấy cùng năm thương đau hà bao nhiêu năm nay mới gặp nhau vì sao nước mắt xin giới thiệu ca sĩ Duy Long lên góp vui chương trình bên cạnh. Xin mời ca sĩ Duy Long. Dạ vâng, và trong khi chờ đợi tiếng hát của anh Duy Long thì sau đây ca sĩ Thu Hương và Ngọc Anh xin kính chuyển tới thưa quý vị hiện đang có mặt tại từ đường ở đây một bài hát là chầu văn rất là quen thuộc, ca khúc được mang tên Hát Văn Tình Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
mơ
cây đàn cha đi,
dâng lên khỏi giờ dây đàn lần đã đông đầy trở lại với quý vị một làn điệu chèo, làn điệu Thái Bình đẹp những dấu son, xin quý vị cùng thưởng thức. Mời anh về với quê em, cùng xem suối nước, cùng em hát chè, đêm rằm vui mời chùa nghe, lắng một thùa chân chiều. Lời hát đi tình mi tình quên nhau biệt đi mấy biển lần trải bao năm lửa vẫn sáng xanh Thái Hãy subscribe.
Đây là cái xóm của mình. Đây là cái xóm của mình. Mình là Hảo à? Đây là Hảo à? Tỉnh đi đây. Tỉnh đi đây. Mấy tỉnh gì có tỉnh không? Và sau đây Hoàng Long và Văn Sinh đã chuyển tới quý vị của các quốc từ được từ đường của gia đình chúng tôi. Xin chân thành một lần nữa thay mặt gia đình xin cảm ơn.